Ôi, thằng mất còn. Rồi sao? Đèn xuống vô, kéo lên chút đó. Rồi trên cái cuối. Trời ơi, thang lá còm chấm đôi luôn anh ơi. Thang lá còm chấm đôi luôn kìa. Nè. Nè hả? Ừ, chấm đôi kìa, hai chấm đôi luôn. Ồ đẹp vậy? 2, 4, 5, 7, 9. Dưới đây nữa. Đếm rồi. 2, 4, 5, 7, 9. Ôi. Ủa, nó chuối với sình anh chụp luôn hả? Ừ. Anh là anh đụng nó, tính cá chơi không à? Còn không. Ồ, vậy là nó chuối với sình là anh lặn anh mò nó lên luôn hả? Ừ. Chờ tới rồi đó. Tới rồi không qua được nữa. Tròn quá. Nghe gị không anh? Nghe gị không? Ây có rồi. Ây con gì vậy anh? Ây. Ôi thác lát. Ôi thác lát mình nó bự đó anh. Con này thác lát mình không thấy nó còm cả nhà. Mà nó bị lớn nó bự quá. Rồi gớt con cái chốt ra anh ơi. Bà gỡ gì em? Bà đựng thuộc. Trên bờ đi anh cho nó dễ. Rồi, nãy giờ né né bà gã chốt rồi đó. Ai ngạnh không nha. Ôi thế vậy mà cái chốt nhiều quá nè anh. Có chừng 20 con cái chốt vậy cả nhà. Đó, con sình nó móc ra dính chậm quá. Không chúng ta dồn. Chưa trên bạn là đang quất này con cái dồn trên đây rồi. Rồi anh ơi cái xuồng. Giải cái xuồng quá không? Giải cái xuồng mới giải cá. Giải lỗi xuồng vô phải không? tú đậu lên rồi cùng hụt. Nó mắc lại lớn không anh? Ừ. Nó bị mắc lại lớn không? Cái kỳ nó hả? Dạ. Không có văng ở trên hả? Chẳng nó muốn văng làm cái cọt, nó đâu đâm mình đâu. Đây này, bỏ xuống anh Vũ cho. Nó bị chắc lớn như đây rồi nè. Ôi còn ôi nữa đây. Để múc mình cho mình nước. Nước được lạnh. Được một mớ này cả nhà. Hương bứt rau muống Hương bỏ lên cho nó đỡ dễ nè. Đợi cá đụng cái luôn đụng cái đó em. Em nghe cái cung luôn á. Cung đầu luôn. Chuối rồi. Cái đồ quả lại nữa. Nếu mình động bển qua đây nọc mấy con nè. Dạ. Đó còn gì sáng sáng giống cá chốt. Ăn cho em kéo đây. Ê, cái chơi. Cái chơi cả nhà ơi. Ăn cho em kéo. Trời ơi. Cá tốt. Nè. Nè cầm lên. Chơi không túm là lọt rồi đó. Phải túm hả? Ừ. Như cái vồ nãy anh túm sớm là dính rồi. Ai coi cá chốt nha. Trời ơi, Còn hồi anh giải đi cho em kéo nha. Ừ. Bắt cá chê em gu vậy. Học trong ngọt nó hay gì á. Con ta nó nhảy dữ lắm nha. Chuối không? Dính cái dầu là nó lên tim chuối chạy luôn. Nè. Ơi, bây giờ Hương sẽ kéo chài nha. Đó. Yeah. Wow, cái chú chà má. Con cá chóp bự lắm á. Con bún này sâu lắm ha, con bún nào đóng ruộng hả? Rồi sẵn rồi em ơi, sẵn rồi. Đây em. Ê có cả nhà ơi. Có từ từ để kéo từ từ. Sẵn bực bực chạy à. Mình phải kéo từ cả nhà. Đó em nghe rồi. Còn dạ. Hổng em chạy vô cá lóc luôn nha. Đó, lên dốc luôn. Con nghĩ chân, có sạc lên cái chân. Rồi đó nó ấp chạy rồi đó. Đúng không? Đó mà, con cắt nằm rồi, nó sắn dữ vậy. Rồi. Gồ, thật lát. Ê, cá chê đó. Cá chê. Chê. Ôi nó luôn. Ôi ba hai ba con luôn. Cá chê nữa cả nhà. Rồi, lên. Ê, coi chừng bóp nha. Cái này trúng rồi cả nhà. Đó, cá chê nữa nè. Hai con khác lét luôn, cá chốt, cá rô nữa. Cá sặc nữa. Nè, cái gì đây vậy? Lát. Cá bự hơn ha. Kéo chạy này dữ vậy ta. Nó ấp chạy lên đó. Mình nó mà nó bự như cái trúc cờ vậy đó cả nhà, nhưng mà cái trúc mình nó ngon hơn cái trúc cờ nữa. Chị trắng nữa em ơi. Từ lên ơi. Nghe em bắt chỗ nào mà nêm ru vậy. Còn lát nữa hả? Anh đụng cái chê là gì đó, nó dễ dữ lắm. Dữ lắm rồi. Dữ vô rồi. Này được ba con hát lát luôn cả nhà. Con là hát lát mình nhưng mà ngon lắm luôn á. Rồi nữa chài đĩa bay đi anh. Đĩa bay hả? Đĩa bay là hết chứ tin luôn á. Em nghe gì không? Gì không? Cá nó quậy. Cái hình nắng rồi kìa. Đây lội anh không dám đạp chân mạnh luôn á. Sẽ dính cá chốt. Còn lớn nữa lặn mò được nữa hả? Anh quả. Thay trước rồi. Anh thay cái mũi xuồng ra giúp em với. Con là 9 chấm đúng không em? 9 chấm cả nhà. Lấy gì đó không? Nó có một cái. của mình được 2 con cá chê, mớ cá chốt với thác lát cả nhà. Thác lát nhiều lắm nha, nhiều thác lát á, cá chốt nhiều luôn á. Con thác lát lớn này thì hồi nãy anh lặn xuống anh mò lên chuối dây sình á. Còn cái này là Phương thăm bẫy dính cá gô nữa nè cả nhà, được con cá gô khủng nữa nè. Ở dưới bên đây 2 con cá lóc bên đây nữa. Vô nhà nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của Phương nha. Cả nhà xem đến đây cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye. Bye bye anh. See you again.